Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, tiếp tục loạt bài 35 năm sau ngày thống nhất đất nước. Bàn Việt ngữ chúng tôi mời quý vị theo dõi phát biểu từ các chiến binh thuộc hai miền Nam Bắc, những người đã từng là đối thủ, kẻ thù của nhau trong suốt cuộc chiến kéo dài 21 năm, từ khi đất nước chia đôi sau Hiệp định Geneva cho đến lúc xứ sở quy về một mối. Xin nhường lời cho anh Đỗ Hiếu. Đáp lời mời của Bàn Việt ngữ, hai cựu sĩ quan không quân và hải quân Việt Nam Cộng Hòa, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và một cựu đảng viên Cộng sản từng được cử du học Đông Âu, trình bày những suy nghĩ của mình đối với hiện tình đất nước sau khi đã dứt tiếng súng từ 35 năm qua, hòa bình được vãn hồi, kinh tế đang phát triển, xã hội ổn định. Tuy nhiên, người dân Việt cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại được chính những chiến binh của hai miền Nam Bắc nêu lên với RFA. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu quân nhân không quân miền Nam, có gần 25 năm thâm niên công vụ, cựu tù nhân cải tạo với 7 năm tù, từ California cho biết cảm nghĩ của mình về tình hình đất nước. Sau 35 năm Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam, chúng tôi có những suy nghĩ sau đây về mặt chủ quyền, giáp ranh biên giới và Hải Nam Quan, thác Bản Dốc, các hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, Cốt Mất. Về mặt xã hội, Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách khốc liệt các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, luôn các nhà tu hành đòi tự do tôn giáo, bắt cầm tù và tra tấn, chưa có một chính phủ nào, luôn cả thời thực dân đế quốc đô hộ, cũng chưa bằng thời nay do Cộng sản Việt Nam cai trị. Cộng sản Việt Nam cho xuất khẩu lao động, đem dân đi làm nô lệ cho quốc tế. Cộng sản Việt Nam hạ nhân phẩm người phụ nữ Việt Nam, buôn bán phụ nữ Việt Nam làm vợ cho người Đài Loan, Đại Hàn, và có nhiều người phải làm vợ cho cả gia đình, cha con và anh em. Trẻ em dưới 8-10 tuổi thì đưa sang Campuchia chơi hoạt động mại dâm, làm tình với khách thập phương. Về giai cấp thì số đông dân chúng quá nghèo. Thành phần giai cấp lãnh đạo thì quá giàu, một bữa tiệc gần cả $100,000 một chai rượu ngoại, cả ngàn đô, nhà cao cửa rộng như nhà của cụ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phô bày trên internet. Kể đó, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân miền Bắc nhiều năm chiến đấu ngoài mặt trận, từng chứng kiến bao đồng đội gục ngã, hy sinh máu xương để thực hiện chiêu bài giải phóng miền Nam do Hà Nội chủ trương. Ông Vũ Cao Quận nói lên niềm tâm sự của mình, được gói gọn qua hai chữ thất vọng. Tôi bây giờ thì rất yếu như ngọn nến mong manh trước gió mà tắt lúc nào chưa biết. Cho nên những lời nói tôi nói với anh là những điều tôi nói thật. Còn cái cuộc mà chiến đấu giải phóng miền Nam ấy, đối với tôi bây giờ, xác sửa tôi ra đi với các cụ rồi mà, tôi chỉ đau lòng là cái cuộc chiến đấu của nồi da sáu thịt, hai anh em xông vào và bắn giết lẫn nhau. Một bên là người Mỹ cho một cái kẹo cao su với khẩu AR-15, một bên là tàu Mỹ Liên Xô cho một gói lương khô với lại khẩu AK-47. Thế cứ thế hai thằng anh em ruột cùng da vàng máu đỏ cùng bà mẹ Âu Cơ sinh ra, xông vào chém chết lẫn nhau. Còn chúng tôi chẳng cần, chắc là miền Nam cũng chẳng cần chúng tôi giải phóng, mà chúng tôi cũng chẳng giải phóng miền Nam làm gì. Thế mà thôi, lúc cái chuyện đã qua lâu lắm rồi, mà tôi thì già yếu quá thì hẳn trả lời tóm tắt thế thôi. Tôi chỉ thấy nỗi đau là cái giá hy sinh của đồng đội tôi và kể cả các ông nữa, tôi không biết gọi như thế nào, là những người đồng đội về tổ quốc, hai bên cùng vì tổ quốc của mình mà chiến đấu bắn giết lẫn nhau. Cho đến bây giờ thì chỉ có mỗi cái rằng là tôi thất vọng về nó quá, có thế thôi. Còn tôi thì sắp ra đi rồi, tôi không cần cái gì nữa. Còn tôi thất vọng về nó rồi, đồng đội của tôi chiến đấu chết nhiều quá. Những lời hô hào của họ bây giờ thì đều đẹp đẽ cả, nhưng mà chẳng gây cho tôi một cái hy vọng gì cả. Tôi chưa thấy một chút hy vọng nào cả, mà tôi thì sắp ra đi rồi, tôi không chờ được nữa. Thế là công lao của tôi là công cốc rồi, tôi không chờ được cái ngày ấy nữa đâu. Nhân dân ta thì vẫn khổ quá, tôi không hy vọng gì cả. Có thể trả lời anh Đỗ Hiếu như thế. Với cái nhìn của một nhà phân tích thời sự, bình luận chính trị, một cựu sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông Đại Dương đưa ra nhận xét về chính sách của Hà Nội trong hơn 3 thập niên qua, cùng các hậu quả được thể hiện rõ nét ngày hôm nay. Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản đã đưa đất nước vào tình cảnh mà không một người Việt Nam yêu nước nào cảm thấy hài lòng, hãnh diện. Hòa bình đến, nhưng hy vọng về đất nước thanh bình, hết hận thù để cùng chung phát triển đã bị chính sách bất dung làm triệt tiêu có hệ thống.
các yếu tố góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển. Sách vở như Tiếp Tục Con Của Loài Người vốn tích lũy vô số kinh nghiệm bị Đảng Cộng sản đốt sạch nhằm cắt đứt sự liên hệ giữa thế hệ trẻ với sinh lực dân tộc. Chính sách bất dân đã dấy lên làn sóng vượt biên thuyền nhân từ Bắc chí Nam, vét càng chất xám cần thiết để xây dựng đất nước phú cường. Do đó, tập đoàn Hà Nội phải dựa vào đồng minh để tồn tại, đã khắc sâu những vết hằn đau đớn lên cơ thể Việt Nam. Việt Nam chọn Liên Xô làm đồng minh nên cho mặt tự kho sử dụng hải cảng Cam Ranh từ năm 1979 đến 2004. Áp dụng chính sách hợp tác hóa dẫn dân tộc đến bờ vực nạn đói năm 1985. Việt Nam xu quân vực xứ Chùa Tháp năm 1979 đã kích thích Bắc Kinh mở cuộc chiến tranh biên giới tàn khốc vào năm 1979. Liên Xô tan rã, Hà Nội đã muối mặt cầu cạnh Bắc Kinh nên phải làm quà bằng các hiệp định về biên giới và Vịnh Bắc Bộ. Từ đó, Việt Nam có mô hình kinh tế tư bản mang dài thời cách mạng, cộng với kiểu kinh tế thân hữu đã bị thế giới ruồng bỏ. Vì áp dụng mô hình lạc hậu nên đến năm 2009, lợi tức bình quân của Việt Nam chỉ có 1.000 USD. Nhưng mà từ năm 1963 đến 1995, Nam Hàn đã nâng lợi tức bình quân từ 100 USD lên đến 10.000 USD. Việt Nam đang từng giờ từng phút đứng trước đe dọa của người đồng minh môi hở răng lạnh. Chỉ có dân tộc Việt Nam đồng lòng mới giải tỏa được, chứ không thể trông chờ vào nhà nước ù lì và bất lực. Một cựu đảng viên Cộng sản du học tại Ba Lan rồi trở về nước phục vụ, nay sinh sống tại thủ đô Warsaw, tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi do lao động Việt Nam ở hải ngoại. Ông Trần Ngọc Thành giải thích vì sao ông rời bỏ hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi ra đi du học tại Ba Lan, tôi bắt đầu mới hiểu cái thực chất của cái chế độ Cộng sản là gì. Sau đó về Việt Nam thì tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Có rất nhiều anh chị em tham gia vào trực tiếp vào quân đội. Có những người đã hy sinh và có những người hiện nay là thương binh. Sau này ngày càng tìm hiểu được, tôi thấy đó là một cuộc lồi ra máu thịt của những người Việt Nam với nhau. Và cái người hưởng lợi chính là cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1945 thì họ chính cử họ cướp chính quyền tại miền Bắc. Sau đó thì khi mà đất nước chia thành hai miền ra Việt Định Sơn thì bắt đầu là họ lại phát động với cuộc chiến tranh gọi là giải phóng Việt Nam. Thực chất là họ muốn thu cái quyền về một mối. Tôi rất là thất vọng của cái chính quyền hiện nay. Thực ra thì cái ý đồ của chính quyền Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay thì họ muốn là thâu tóm tất cả cái chính quyền vào tay những người Cộng sản. Thì phải nhìn vào cái thực tế của đất nước, phải nhìn vào cái hạnh phúc của nhân dân và phấn đấu. Nhưng thực ra thì từ năm 75 đến nay ấy, thì những người cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam họ chỉ chăm chút cho cái quyền lợi của Đảng Cộng sản cũng như bản thân những người cầm quyền. Thực chất vẫn là những người nô lệ trên cái đất nước mình. Cái nô lệ ở đây không chỉ nói riêng về kinh tế mà nô lệ về tất cả các mặt. Ví dụ như người sinh ra thì có quyền được nói, có quyền biểu hiện cái chính kiến cũng như là cái cách nhìn của mình. Nhưng người Việt Nam dưới cái chế độ Cộng sản thì họ bị nô dịch tất cả các mặt. Về mặt kinh tế thì họ tức là được chính quyền cho cái gì thì được cái nấy, hợp tác hóa rồi sau này tất cả những chế độ chính sách về kinh tế là ngăn sông cấm chợ rồi cấm buôn bán là tất cả chính sách là cải tạo khu công nghiệp, tất cả cái này thì phục vụ chỉ một nhóm nhỏ chính quyền. Thực ra thì tôi không trả cả đảng mà tôi rất trả đảng. Làm chủ đất nước hiện nay thì thực ra là những cái người nô lệ là người tôi tớ cho những cái người chủ thực sự hiện nay là một số đảng viên hay một số đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn phần lớn là những người lao động xuất thân từ nông thôn hay là kể cả thành thị thì từ trước đến nay thì bị phân biệt đối xử không những về mặt kinh tế mà cả về quyền chính trị. Cái sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Đông Âu cũng như là thay đổi cái thể chế chính trị tại Đông Âu đối với Đảng Cộng sản cần phải thay đổi để làm sao là đưa đất nước đi lên. Tôi thấy rằng cái mục tiêu của chúng ta hiện nay làm sao cái đại bộ phận cái người dân Việt Nam được no ấm. Qua những góp ý của các cựu chiến binh của cả hai miền Nam Bắc thì 35 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam vẫn chưa thực hiện cho được chủ trương độc lập, tự do, hạnh phúc được ghi trên quốc huy của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là mục tiêu do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ khi lên nắm chính quyền hồi năm 1945. 35 năm sau khi hòa bình được giáng hồi, mặc dù Hà Nội đã được kết nạp vào WTO là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010, nhưng công luận vẫn cho là Việt Nam thiếu tự do, dân chủ, không có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, không có nhân quyền và vẫn còn nằm trong danh sách những quốc gia
có thu nhập thấp kém trên thế giới và trong khu vực châu Á. Yêu cầu nhân dân bắt đầu xử tội vợ chồng tên địa chủ gian ác. Mọi người hãy lần lượt ra miệng hố, lấy đất ném. Sau bao nhiêu năm đổi mới xây dựng xã hội chủ vì mục tiêu dân giàu nước mạnh của Cộng sản Việt Nam, phát triển Việt Nam ngày nay theo chiêu thức kinh tế thị trường, thòng thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là làm kinh tế một cách bừa bãi, tùy tiện, độc đoán, như mua của nông dân với giá rẻ, bán với giá đắt cho ngoại quốc. Chiêu thức này sẽ lột sạch chành chanh của nhân dân. Tất cả những kẻ ăn trên ngồi trước đều là cán bộ đảng viên Cộng sản. Miệng lúc nào cũng nói xem xét làm cho Việt Nam, nhưng không bao giờ họ thật sự làm cho người Việt Nam, cho dân Việt Nam. Nếu là cấp lãnh đạo lương thiện, có chút liêm sỉ, khi nói bồi thường theo giá thị trường, thì phải giải quyết đúng đắn là trả đền bù khoản tiền chênh lệch giá lời khi bán ra cho những chủ nhân đất đai bị quy hoạch khi giá được bán lên cao. Nói tóm lại, dù cách này hay cách khác, thì những dự án ma mãnh luôn là những chiêu lừa bịp của các cán bộ để trục lợi trên những mảnh đất của nông dân, đầy những món hời đang chào đón họ. Điển hình như vụ Vành đai 3 Hà Nội, khi giải quyết đền bù cho người dân, thì ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Quý Đôn đã không đền bù mà tự mình ký các công văn trái pháp luật số 1977-3203 và đặc biệt văn bản 3606 ngày 15 tháng 8 năm 2006. Lưu ý đây không phải quyết định, để cho phép quận Thanh Xuân không bồi thường mà chỉ hỗ trợ 20% đến 50% giá đất thành phố quy định, cho tối đa đến 60m² cho mỗi hộ bị thu hồi đất, gây khiếu kiện gay gắt trong nhân dân kéo dài nhiều năm, gây cản trở công tác giải tỏa mặt bằng. Vậy là ông Lê Quý Đôn ký công văn chấp thuận cho quận chỉ hỗ trợ cho nhân dân 30% tiền theo giá thành phố, còn 70% đi đâu? Trong khi trả lời chất vấn Hội đồng Nhân dân thành phố, ông đã xuyên tạc trắng trợn rằng người dân đòi theo giá thị trường, chứ không như trong công văn ông ký là hỗ trợ theo giá của thành phố. Thì nó cũng khoảng 100 người, hoặc là hơn 100 người là quận Thanh Xuân. Mà quận Thanh Xuân thì liên quan đến cái chuyện đang tiến hành giải phóng mặt bằng ở đường Vành đai 3. Thế là cái nội dung chính là cái gì? Nội dung chính là vấn đề đền bù. Đặt vấn đề là giá thị trường. Đặt vấn đề là giá thị trường. Đấy, mang cái này mà đưa vào gặp tay Hải tao nói mấy gì này. Đưa bê cả vào đâu. Đây là cái gì đây? Bây giờ tao tìm một cái mảnh vỡ đéo đéo mày ra. Mất mảnh vỡ đi. Không lấy mà mình đéo mày ra. Đéo cái mảnh vỡ này ra này. Với những chiêu thức làm mới khu chung cư, xây sân golf, xây cầu, mở rộng nhà máy, mở rộng mặt bằng cho giao thông, xây khách sạn, vân vân, Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định thu hồi và giải tỏa, và như theo thói thông lệ trong chế độ độc tài đảng trị, thì cứ có quyết định là có chữ ký, và tất nhiên đã phê chuẩn là phải thi hành. Thi hành bằng mọi giá, kể cả ngay việc đập phá mồ mả như quý vị đang thấy trên màn hình. Tôi xây mồ mả, chuyển các cụ ở ngoài và đường vào, bố trong đó có bố tôi. Mà hôm nay chính quyền phường hiện xuống để cưỡng chế đập phá mồ mả như này. Tôi hỏi công, mồ mả nhà công, ai đập nhà công không? Mà hôm nay công xuống đập mồ mả nhà chúng tôi. Đề nghị công giải quyết xem nhà nước nào cưỡng chế mồ mả. Mà trong cái mồ mả này nghĩa trang nhà nước chưa bồi thường, chưa đền bù và xã viên vẫn là của ban của địa tác xã quản lý cái nghĩa trang này. Tại sao phường và chính quyền chúng đập cái cũng gọi là chúng tôi và cưỡng chế của dân cả dân làng Hoàng Mai này. Đấy, tôi xin có ý kiến là đề nghị chính quyền và địa phương, chính quyền cấp trên có phương pháp được sao để cho dân được thỏa đáng, được nguyện vọng của dân được mồ yên mả đẹp. Cái này mà giao phải được sự đồng ý của dân. Chúng tôi nói thật ra trước khi mà giao tôi nói thẳng là phải họp dân lại. Chứ chúng tôi ban quản lý không có quyền. Tôi nói thẳng đấy. Quyền của người dân. Thế nhưng mà cái việc mà xúc phạm đến mồ mả các cụ như thế này thì ý kiến của ông, quan điểm của ông coi đã có qua ý kiến ban quản lý hợp tác xã chưa? Tức là chưa qua và tôi được nghe gọi anh em gọi điện đến tôi đến thôi chứ còn chưa qua ai cả. Vâng, không thông báo. Không thông báo cho ai mà không qua ai cả. Vâng, vâng. Đấy. Vâng, thì cảm ơn ông. Trong video, chúng ta đã nghe thấy rõ một đại diện bên phía nhân dân đã yêu cầu chính quyền đưa ra văn bản nghị quyết
và ai chịu trách nhiệm đứng sau vụ này. Và ngay cả bên ban dự án, họ cũng nói rằng việc cho người xuống đập phá Mồ Mả cũng không thông qua xã và chính quyền địa phương. Việc làm của họ đã chứng minh được hàng bao nhiêu những việc làm tắc trách, vô trách nhiệm, vô phép tắc, coi thường luật pháp của giới quyền lãnh đạo.